Vâng, chào tất cả các bác nha. Thì lên sóng hai con Ly Lookman dòng high-end cao cấp. Đó là con Lookman 550A, con này chạy Class A, đối tác của nó là những dòng loa cao cấp như là những loa BVK, Tannoy, JBL, chơi những dòng loa JBL Bass 30, 40 đều rất ok. Và đây là con rất tầm tiền, được anh em chơi nhiều nhất ở phân khúc trên 30. Con này là L505S nha các bác. Đẹp long lanh cành đào, về một cái hai con full phụ kiện đầy đủ cho tất cả các bác nha. Và sau đây em báo giá để các bác cùng cân đối nha. Con 550A nó là mạch trắng ánh kim, còn 505S đấy, con này hồi trước mới đó em có về hai con mà lên đường nè, hai đồ mới đó nha, đều điện 100V đấy nha các bác. 505S gọi là long lanh cành đào, có lo nét đầy đủ cho các bác nha. Bắt chép đánh hai cầu loa AB, A kèm B. Khi lên đèn nó rất là đẹp, có hai đồng hồ vô phía trước màu vàng, mấy cứng công nha, dây nguồn gạt thiển đầy đủ nha các bác, mới rất mới luôn. 34 năm nha các bác, 34 năm, giá siêu tốt cho các bác mình sở hữu, giá là bao gồm phí ship rồi. Đấy, công nghe đồ đẹp chưa? Đây là con 550A, đây dòng cao cấp quá, nó sang trọng hơn. Thì với tầm tiền nó tới gần 50 triệu thì họ sẽ chơi chút hơn, cái gì cũng vậy, chơi chút từ những bác CNC và kính họ cũng bắt cạnh này, nhìn nó ánh sáng vào thì nó là khá là sang. Đấy, cũng thiết kế cũng là dynamic y chang như dòng kia, nhưng mà núm là núm tròn low net, mà dòng này chạy Class A nha các bác, ghi càng lâu càng hay. Con này 46 năm nha các bác. Con này là màu trắng hết, đa số là màu trắng là nhiều, chỗ đạo là hai màu đen là tản nhiệt thôi. Cái này không được để giấy tờ đây này nha các bác, nó chạy Class A. Đây, có cổng AV ba lăng đầy đủ nha các bác, điện 100V, 200 loa bắp chuối mỏ chim, nên đường tiêu nguồn vào. Con này nghi ngọt cao. Đây, và em đây là 505S, một ohm ly rất là tầm tiền, được anh em sử dụng nhiều, rất là nhiều luôn. Dễ chơi, dễ ghiếp, tiếng hay, giá nó cũng bình dân, bình ổn. Rất mới nha các bác, rất mới, rất mới. Các bác nào mình đang có khoảng 35 triệu hãy lựa chọn em này. Thật là các bác có thể tham khảo dòng Aquafire như là 303 này các bác, 303 nó cũng gần dao động rỉ hơn con này một tí. Lookman L505S nha các bác, mới cứng công 34 năm, giá siêu tốt cho tất cả các bác. 550A 46 năm, tất cả giá bên em bao gồm phí ship, máy tuyển đẹp, lộng lanh cành đào cho các bác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nha. Thì hai con này mới về trong sáng hôm nay á. Rồi, em tiếp tục quay video tiếp theo, các bác nhớ theo dõi video tiếp theo nha, nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều.